Hi, welcome back to my channel, Stars Critical. Innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. Let's go. Ok, và chỉ còn một thanh nữa ở đây rồi. Thank you.
Stella. What made you want to work at the Playtime Co. Factory? Playing with toys when I was young was so magical. I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world. It's such a great feeling. And being able to work at a toy factory, somewhere that can provide kids with that same experience, it's a pretty great feeling too. Sometimes though, I really wish I could go back to being a kid. And it's weird, because adults aren't just kids, but older. I don't think anyone ever really feels like an adult. Their body just gets older, older, and then you die. Whew. Human bodies just can't stay young forever. There's things, though, like some trees that can stay alive even while being way older than a person. I mean, okay, let's go. The oldest people to ever live are still younger than those. So I guess everyone is always young relative to something, right? All right, I think we're getting a little off track. Ok, và mình sẽ sang cái tiếp theo. Slenderia the school. Ok, let's go. Thank you.
xem là có rồi và mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Thank you.
Và trong tựa game này thì các bạn sẽ phải đi tìm tất cả 8 mẩu giấy, ok? Khi đủ 8 mẩu giấy thì các bạn sẽ vào được bên trong, tức là vào xuống dưới tầng hầm của ngôi nhà này. Và khi đó thì các bạn sẽ tiếp tục để khóa tiếp bằng cách là các bạn sẽ kết thúc bằng một bức ảnh mà các bạn tìm được. Bức ảnh đó là bức ảnh gồm có Slenderman và Granny. Đó là 3 người tất cả.
Let's go. Tiếp tục các bạn sẽ đi xuống dưới tầng hầm. Thank you.
Sau đó thì các bạn sẽ tiến tiếp, đi thẳng tiếp. Tìm tất cả những dấu đánh dấu này, các bạn sẽ tìm crawl bar. Và sau đó thì các bạn sẽ tìm tất cả ngôi 4, 6, 7 chi chìa khóa. Khi đó thì các bạn sẽ hoàn thành tựa này, ok. Rồi và mình sẽ chuyển sang game tiếp theo, Slenderia, The Cell. Hai quyển sách nữa thôi, quyển sách thứ 7, ok, và một quyển sách cuối cùng.